Nhận định dự đoán tỷ lệ bóng đá Đồng Tháp với Cần Thơ. 15:30 ngày 26 tháng 7 hạng nhất quốc gia với ý kiến chuyên gia chính xác nhất. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn. Ở trận lượt đi giữa tháng 6, sổ số kiến thiết Cần Thơ đã hòa 2-2 Đồng Tháp trên sân nhà. Ở trận đấu đó, hai đội chơi khá cân bằng. Cần Thơ dẫn trước ở phút 18 nhưng đến phút 38, Đồng Tháp gỡ hòa 1-1. Chỉ 4 phút sau, Cần Thơ lại ghi bàn dẫn 2-1. Đến phút 69, Đồng Tháp có bàn gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Trước trận lượt về derby xứ miền Tây hôm nay, Đồng Tháp đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng giải hạng nhất quốc gia 2019. Đá 14 trận, thắng 5, hòa 3, thua 6. Phong độ sân nhà của Đồng Tháp rất tốt khi thắng 4, hòa 1 sau 6 trận, ghi 12 bàn, thủng lưới 7 bàn. Tính riêng 4 trận gần nhất thì Đồng Tháp hòa 2, thua 2. Trong 20 trận đã qua, Đồng Tháp thắng 7, hòa 5, thua 8. Sổ số kiến thiết Cần Thơ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 3 trận thắng, hòa 6, thua 5, ghi 11 bàn, thủng lưới 21 bàn, được 15 điểm, kém Đồng Tháp 3 điểm. Phong độ sân khách của sổ số kiến thiết Cần Thơ là thắng 1, hòa 2, thua 3 sau 6 trận. Với phong độ này, sổ số kiến thiết Cần Thơ sẽ gặp khó khi hành quân đến chảo lửa Đồng Tháp. Tính riêng 4 trận gần nhất, sổ số kiến thiết Cần Thơ thắng 1, hòa 2, thua 1. Trong 20 trận đã qua, sổ số kiến thiết Cần Thơ thắng 4, hòa 8, thua 8. Trong quá khứ, hai đội chạm trán 10 lần, Đồng Tháp thắng 2, hòa 3, thua 5. Trong 6 lần gần nhất, sổ số kiến thiết Cần Thơ bất bại trước Đồng Tháp, thắng 3, hòa 3. Thành tích đối đầu của Cần Thơ đang tốt hơn nhiều so với Đồng Tháp. Vì thế, các cầu thủ Cần Thơ có sự tự tin nhất định khi gặp Đồng Tháp.